qua ngày tháng mãi trôi theo hình dung kia. Nụ cười xinh bờ môi công dáng em yêu kiều, trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng, liệu rằng anh biết tình mình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hỏi ông dẫu bao lâu cũng không sao. Mấy anh ơi xinh đẹp tuyệt vời, muốn theo em đi đến chân trời. Lắng nghe tim bồi hồi ngày đêm nhớ thương em, đến nơi nào anh sẽ gặp nàng. Cùng trở lại với tất cả mọi người trên kênh YouTube Nhà Đất Bảo Hoàng, kênh mua bán trao đổi ký gửi nhật quý tín số 1 tại khu vực Hồ Chí Minh và Bình Dương. Vâng, hiện tại thì tại khu vực Bình Dương có rất nhiều nhà phố, nhiều lô đất với nhiều vị trí khác nhau, nhiều mức giá khác nhau. Nhưng đây sẽ là một sản phẩm nhà phố phù hợp với rất nhiều túi tiền của quý vị khách hàng chúng ta. Một căn nhà phố với các tiêu chí đặc biệt dành riêng cho những quý khách hàng mong muốn tìm kiếm một căn nhà với một mức giá phải chăng, vị trí đắc địa và với một diện tích lớn và có gara, xe hơi gia đình. Thì đây sẽ là sản phẩm nhà phố mà Nhà Đất Bảo Hoàng muốn gửi tới cho tất cả mọi người. Một căn nhà với thiết kế một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, phòng bếp, quầy mini bar, phòng khách và gara, cũng như là một trục đường trong khu dân cư hiện hữu với những căn nhà phố liền kề cao cấp, đồng bộ về thiết kế. Và cùng tại vị trí này chúng ta chuyển ra đường DT743, chỉ mất từ 1 đến 3 phút di chuyển bằng xe. Và cùng tại vị trí này thì có rất nhiều trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ và siêu thị cũng như là các ngân hàng Agribank, ngân hàng nông nghiệp Agribank và Techcombank rất gần trong bán kính chỉ từ 1 đến 1,5 km. Một căn nhà với diện tích là ngang 5,5, chiều dài 16m và được bán với một mức giá chỉ có 2 tỷ 900 triệu đồng, tương đương trực tiếp với chủ nhà. Một căn nhà vô cùng tuyệt đẹp với diện tích ngang 5,5, chiều dài 16m và được bán với một mức giá chỉ có 2 tỷ 900 triệu đồng, thương lượng trực tiếp với chủ nhà cũng như là giấy tờ liên quan đến căn nhà rõ ràng hợp pháp và có thể làm thủ tục sang tên trong ngày. Tuyệt đẹp nếu quý vị khách hàng chúng ta đến tham quan và sở hữu ngay căn nhà này. Và bây giờ xin mời tất cả mọi chúng ta cùng trở lại với những thông tin hình ảnh chính của căn nhà. Với mái thái 2 tầng và được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại, một kiểu nhà phố rất là mới theo kiểu kiến trúc nhà phố đầu năm 2020. Với bộ cửa được làm bằng sắt hàn kiên cố với hai màu, đó là màu vàng và màu đen, và được sơn xi sơn tĩnh điện. Cũng như mái độ bằng ở phía trước cổng và có một cổng phụ ở phía trước mặt tiền. Ban công tầng 1 của căn nhà chúng ta thì được hàn với lan can với những khung sắt đúc và sơn màu vàng. Nếu mà ban ngày thì chúng ta sẽ thấy được màu vàng rất là đẹp và sáng bóng tại vị trí ban công. Còn ban đêm chúng ta sẽ thấy những ánh đèn được trang trí cho vị trí ban công của chúng ta cũng rất là nổi bật. Với các loại đèn cao cấp thì ánh sáng của căn nhà chúng ta luôn rất là rực rỡ. Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong để tham quan vị trí gara của căn nhà sau một bộ cửa rất là kiên cố, bốn cánh mà Hoàng vừa chia sẻ. Tại vị trí này thì chúng ta có thể đậu những chiếc xe cỡ lớn của gia đình như là xe 7 chỗ với chiều dài từ 4m7 cho đến 5m1 và có thể đậu thêm những chiếc xe máy trong cùng một khu vực. Tiếp theo, tại vị trí mặt tiền của phòng khách, chúng ta sẽ có thêm một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt hàn và sơn màu đỏ nâu. Và mặt tường cũng được ốp bằng gạch thoa với màu sắc cũng rất là đẹp. Và đây sẽ là những hình ảnh mà quý vị khách hàng chúng ta chờ đợi, đó là vị trí phòng khách với gạch nền nhà được lát bằng gạch thoa bóng kính với những
màu sắc rất là nổi bật cho vị trí phòng khách, cũng như là trần nhà thì được thiết kế theo kiểu tầng giật cấp và được trang trí với những loại đèn và một chiếc quạt trần hiệu Panasonic và những loại đèn chi tiết cũng như là những bức tranh đi kèm tại vị trí phòng khách của căn nhà chúng ta. Và gạch ốp tường cũng được ốp bằng gạch thoa cao 1m2. Để trong các vấn đề vệ sinh thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng trong vấn đề vệ sinh cho bức tường của nhà mình. Và những thiết kế với những bông hoa và bộ tủ kệ được làm bằng gỗ sồi đã đặc sẵn cho gia đình chúng ta tại vị trí phòng khách. Bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển tiếp vào bên trong để cùng tham quan vị trí phòng bếp của nhà mình. Sau một quầy mini bar được thiết kế từ gỗ sồi, tại vị trí này chúng ta có thể đặt những chai rượu và có thể dành riêng cho vị trí này để tiếp khách, và bố trí thêm những bộ ghế cao để chúng ta có thể ngồi từ phía trong cũng như phía ngoài, vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói chuyện tán gẫu, rất là phù hợp cho vị trí này. Vâng, đây sẽ là một kiểu nhà phố hiện đại nhưng được cách tân với nhiều kiểu thiết kế xen lẫn, cũng như là được trang trí với các loại gỗ rất là chất lượng, đó là gỗ sồi Nam Mỹ. Và đây là bộ tủ kệ phòng bếp của nhà mình, hình chữ L với đầy đủ các hốc tủ và tủ kệ để chúng ta trưng dụng được những đồ dùng của vị trí phòng bếp nhà mình. Và những thiết kế đi kèm của mặt trần, và sẽ không thiếu một phòng vệ sinh cho tầng trệt của căn nhà với đầy đủ các trang thiết bị cao cấp dành cho phòng tắm và phòng vệ sinh, lavabo, bồn cầu. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại không gian hình ảnh của phòng bếp, phòng khách và gara của căn nhà chúng ta nhìn từ vị trí phòng bếp. Vâng, có thể nói là một căn nhà với diện tích rất là rộng, đủ để chúng ta thiết kế, đủ để những thiết kế đẹp, những phong cách được bay bổng tại vị trí này, rất là thoáng. Còn bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng di chuyển theo lối cầu thang rất đẹp để cùng lên tham quan vị trí phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2 tại tầng 1 của nhà chúng ta. Một kiểu thiết kế cầu thang khá là đơn giản với tay vịn được làm bằng gỗ vuông vức và là gỗ sồi, cũng như là kính cường lực 12 ly bảo vệ lối hành lang cầu thang của nhà mình. Và đây là không gian bên trên tại lối hành lang cầu thang của nhà chúng ta, cũng như là hệ thống giếng trời từ bên trên và một bức tranh sơn thủy. Bắt đầu tại vị trí phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Và đây là những hình ảnh của phòng ngủ căn nhà chúng ta. Hiện tại đã có một bộ tủ đồ âm tường đã được lắp sẵn cho căn phòng ngủ đầu tiên của nhà mình. Và sẽ có một phòng vệ sinh ngay lối hành lang giao nhau giữa phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2. Vẫn là một phòng chức năng không thể thiếu, đặc biệt là tại vị trí tầng 1 của căn nhà chúng ta, với đầy đủ các trang thiết bị tương đồng như phòng vệ sinh tại vị trí tầng trệt của căn nhà. Và chúng ta có thể nhận ra được đây là một kiểu thiết kế nới lỏng lối hành lang, và chúng ta sẽ có một lối hành lang cực kỳ rộng và rất là thông thoáng.
Và đây là phòng ngủ số 2 của nhà mình. Với một gia đình có từ 4 đến 6 người thì căn nhà này là một căn nhà rất phù hợp với những tiêu chí dành cho 6 người sinh sống rất là thoải mái trong căn nhà này. Và phòng chức năng cuối cùng của căn nhà đó là phòng thờ, một phòng chức năng không thể thiếu cho một căn nhà phố hiện đại cao cấp như căn nhà của chúng ta trong video buổi tối hôm nay. Vâng, và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng ra vị trí ban công để cùng khám phá và nhìn ngắm những căn nhà cũng như khu vực xung quanh. Dù rằng bây giờ đã là 8 giờ tối tại Thuận An, Bình Dương, Hồ Chí Minh. Và đây là vị trí ban công của nhà chúng ta. Và những thiết kế ban công mà Hoàng vừa chia sẻ từ đầu video, đó là được thiết kế với những khung sắt hàn và sơn màu vàng rất là đẹp. Một kiểu thiết kế ban công theo lối thiết kế bán cổ điển. Vâng, và đây là trục đường trong khu phố căn nhà chúng ta. Căn nhà chúng ta nằm ở vị trí phía gần đầu của khu phố với những khách sạn, quán xá rất là đông đúc cho khu vực này. Vì vậy đây sẽ là một căn nhà rất tuyệt vời, rất là đắc địa và đặt bán với một mức giá như Hoàng vừa chia sẻ rất mềm, chỉ có 2.900.000 thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Vì vậy quý anh chị khách hàng chúng ta hãy nhanh tay liên hệ ngay với căn nhà Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, cũng như truy cập vào website nhadatbaohoang.com và truy cập trực tiếp vào kênh YouTube Nhà Đất Bảo Hoàng để biết thêm các thông tin sản phẩm được quay bằng video. Và trước khi chia tay chào tạm biệt tất cả mọi người chúng ta, Nhà Đất Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là tất cả quý vị khách hàng, tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ đồng hành với kênh Nhà Đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua. Và để tiếp tục đồng hành cũng như là tạo động lực, tạo điều kiện để kênh Nhà Đất Bảo Hoàng phát triển và phát triển hơn nữa, cũng như là đem lại nhiều sản phẩm với mức giá phù hợp với những vị trí mà quý anh chị khách hàng chúng ta yêu cầu, thì hãy ủng hộ Nhà Đất Bảo Hoàng bằng cách xem video Nhà Đất Bảo Hoàng, đăng ký kênh, bấm nút quả chuông để có thể luôn luôn đón xem những sản phẩm mới nhất đến từ kênh. Một lần nữa xin chào và xin được kính chúc tất cả mọi người, đặc biệt là tất cả quý vị khách hàng, một đêm ngon giấc và một buổi tối thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video cho lần sau. Xin cảm ơn. Xin chào.